trên màn hình quý vị các bạn đang xem đây, đó chính là cái kích thước chuẩn này, đúng không ạ? Kích thước lỗ ban 52 này, kích thước lỗ ban 42,9 này, kích thước lỗ ban 38,8 này, toàn bộ các cái con số mà Cường đang chia sẻ ở đây đó chính là những cái con số mà là đẹp nhất nhé các bạn nhé. Chào các bạn, thì hôm nay Cường tiếp tục chia sẻ bài 5, chia sẻ cho quý vị các bạn về cách mà chúng ta đọc cái bộ hồ sơ bản vẽ kỹ thuật, cũng như là hôm nay thì là mình hướng dẫn các bạn về cách mà đọc cái bản vẽ về phần cửa và những lưu ý trong quá trình mà chúng ta thiết kế cửa và cách mà chúng ta kiểm tra cái thước lỗ ban của cái phần cửa. Và Cường sẽ gửi cho quý vị các bạn về tất cả những cái con số đẹp nhất trong thước lỗ ban để cho quý vị các bạn là có thể nắm bắt được, có thể áp dụng được vào trong cái công trình. Đối với một cái bản vẽ về phần cửa thì chúng ta cần phải xem ở cái phần bản vẽ chi tiết của cái công trình, đúng không ạ? Phải kiểm tra lại trước khi mà chúng ta thi công một cái cửa, thì là ở trong cái bản vẽ mà mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt đã thể hiện rất rõ về cái kích thước cái khuôn cửa rồi. Thì các bạn đều biết rằng là nếu mà nhà chúng ta sử dụng khuôn gỗ thì chúng ta cần phải xử lý cái khuôn gỗ trước, sau đó thì mới ốp cửa vào, đúng không ạ? Hay là nếu mà nhà mà chúng ta mà làm khung nhôm sinh pha hoặc là các loại khung nhôm khác thì là chúng ta cần phải chát chít xong, sơn xong thì chúng ta bắt đầu mới thi công đến phần cửa. Thì tất cả cái này, các cái con số, những cái kích thước thì nó sẽ liên quan đến cái phần thô để cho các bác thợ là có thể làm được, đúng không các bạn? Thế thì trên cái bản vẽ này, đây chính là một cái bản vẽ cửa của công ty cổ phần kiến trúc HCG đấy các bạn nhé, đó là công ty của mình ạ. Thì các bạn hãy cùng Cường xem. Trước tiên thì là các bạn hãy cần phải biết được ở đây, đó chính là cái bản mặt bằng bố trí cửa. Đây ạ, đây đầu tiên chúng ta sẽ có cái mặt bằng bố trí cửa. Mặt bằng bố trí cửa thì có công dụng gì? Bản mặt bằng bố trí cửa cho các bạn biết được rằng các cái chiều cao của cửa, cái chiều rộng của cửa, loại cửa, thống kê cửa, đúng không ạ? Ví dụ như Cường sẽ zoom to lên để cho các bạn nhìn trên màn hình quý vị các bạn đây, đó chính là cái cửa SD1, đúng không ạ? Đó chính là ký hiệu của một cái cửa đi, có cái kích thước là 3250 nhân với lại 2870. Thì các bạn phải kiểm tra lại ở trên các cái bản vẽ mặt bằng, đúng không ạ? Và mặt đứng. Hay là ký hiệu S1. S1 là gì ạ? Là cửa sổ số 1, có kích thước là 2m2 nhân 2070 và là 800. Này là nghĩa là gì ạ? 800 này nghĩa là cái chiều cao từ cái bậu xuống dưới cái nền, từ cái nền lên cái bậu là 800, đúng không ạ? Chúng ta có S3 nha các bạn nhé. Và đây là cửa D3 là 950 nhân với lại 2400. Thì tất cả các cái bản vẽ mà được ghi rõ như thế này thì là các bạn sẽ rất là dễ hình dung. Tất cả các cái bản vẽ được ghi rõ như này thì các bạn sẽ rất là dễ hình dung và rất là dễ kiểm tra cái công trình của mình, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ đến một bản vẽ rất là hay, đó chính là cái bản vẽ về thống kê phần cửa. Bản vẽ thống kê về phần cửa giúp cho các bạn biết được là cái công trình của các bạn là có bao nhiêu bộ cửa, và các cái bộ cửa này cái kích thước như nào, màu sắc ra sao, chất liệu gì, đúng không ạ? Số lượng là bao nhiêu để quý vị các bạn là có thể là chuẩn bị và mua cho mình những cái bộ cửa nó đúng và nó chất lượng. Và sau đó thì chúng ta sẽ đến, ví dụ như đây là cái cửa sổ D1, đúng không ạ? Thì các bạn cần phải quan tâm đến những điều gì? Tất cả khi mà các bạn có cái bộ hồ sơ bản vẽ, nó rất là hữu ích cho các bạn ở cái khâu về hình thức, chất lượng, cũng như là các bác thợ sẽ không bao giờ có thể làm sai được cho các bạn và phải làm đúng như bản vẽ. Thì đấy là cái giá trị của bộ hồ sơ mang lại, đúng không ạ? Thế còn khi mà các bạn đưa cái bộ hồ sơ này, đưa cái bản vẽ cửa này, thì là các thợ là cứ phải làm theo đúng ba rem thôi, đúng không ạ? Thì trên cái bản vẽ này thì các bạn sẽ quan tâm đến những cái kích thước của về phần khuôn cửa này, phần cánh cửa này và những cái kích thước về phần thông thủy. Thế thì các bạn đã biết được rằng là cái kích thước của phần cửa nó sẽ phụ thuộc rất nhiều về hình thức của công trình, hình thức công trình, tỷ lệ công trình. Thế nên là phải lựa chọn cái hình thức, cái tỷ lệ công trình làm sao cho nó đẹp và nó chất lượng. Thì đấy chính là cái nhiệm vụ cũng như là cái giá trị của bản vẽ mang lại cho các bạn nhé các bạn nhé. Đây là một cái bộ cửa gỗ này, thì các bạn sẽ quan tâm đến những kích thước phủ bì và những chiều cao, kích thước chiều rộng, và đây là một cái phối cảnh, đúng không ạ? Hay là đây là một cái bộ cửa, thì Cường sẽ zoom to lên để cho các bạn dễ hình dung nhé các bạn nhé. Trên cái bộ cửa này, đây là một bộ cửa sổ cửa đi D3. Các bạn có thể thấy được rằng là cái kích thước của cửa đi D3 là 950 nhân 2870, số lượng là 4 bộ, đúng không ạ? Cửa nhựa giả gỗ, thông thủy là 820 nhân 2400. Thông thủy là gì ạ?
Thông thủy là cái khoảng thông của khí đi qua cái cánh cửa trừ cái khuân đi nha các bạn nhé. Ví dụ như đây này, là từ cái khuân này đến đoạn này là 820 đúng không ạ? Và cái khuân này là khuân 65, khuôn ngoài này này, cái khuôn dày là 65, thì là cái thông thủy là cái lọt khí ở bên trong rộng là bằng 820 nhân với lại là 2290 đúng không ạ? Nhân 24 đó. Thế thì tất cả những cái thông thủy này đó là cái kích thước của cái phong thủy nhà của các bạn nhé các bạn nhé, tức là tất cả những con số này là những cái con số đẹp mà Cường đã kiểm tra và đã check cho các bạn rồi đó. Thế thì khi mà chúng ta có được này, cái chất liệu là khung nhôm sinh pha này đúng không ạ, kính an toàn là 8,38 ly, tay nắm bản lề đồng bộ, hướng cửa mở theo hướng của mặt bằng cũng như là mở theo ký hiệu, ngoại đo lại thực tế trước khi thi công, tất cả những cái này đều được ghi chú rất là rõ các bạn nhé. Và đây trên cái bản vẽ cửa đây ạ, đây là trên cái bản vẽ cửa sổ cũng được ghi chú rõ như vậy đúng không ạ, rất rõ ràng. Thì chúng ta cần phải quan tâm đến phong thủy là quan tâm đến cái kích thước như thế nào là cái con số đẹp đúng không ạ. Ví dụ như đây Cường sẽ tra cái bản cửa này cho các bạn xem, các bạn có thể thấy được rằng là cái bộ cửa này có cái kích thước phong thủy là 2070 x 1535 đúng không ạ, đây là 2070 này đó, và 1535 là cái đây 1535 là cái lòng thông thủy của cái phần trong này đúng không ạ, và cái chiều rộng này. Vậy thì chúng ta hãy lên trên mạng đúng không ạ, và chúng ta sẽ search chữ thước lô ban online. Đây ạ, Cường đã search cho quý vị các bạn về cái thước lô ban online này rồi, thì cũng có rất là nhiều cái đơn vị mà sẽ chia sẻ về cái thước lô ban này cho các bạn. Ví dụ như đơn vị là Worder này cũng là một công ty kiến trúc xây dựng đúng không ạ, thì họ sẽ chia sẻ cho các bạn về cái kích thước lô ban, và có những cái app mà chia sẻ về cái thước lô ban thì các bạn là có thể là các bạn hãy tải về và các bạn hãy tra đúng không ạ. Và nếu mà chúng ta không có thì chúng ta sẽ có những cái thước dài thì chúng ta tra. Thế thì trên cái thước lô ban ấy thì nó sẽ có 3 loại thước, một là thước 52,2 và thước 42,9 và thước 38,8. Thế thước 52,2 là thước gì? Là thước đo cái khoảng thông thủy cửa và cửa sổ đúng không ạ, thì các bạn hãy nên quan tâm đến cái thước này nhiều hơn. Và cái cước 42,9 là cái thước đo phần dương trạch, tức là những cái khối xây bếp đúng không ạ, đấy là những cái khối tường của chúng ta, hay là cái kích thước lô ban ở phần âm phần đồ bàn thờ nội thất đúng không ạ, tức là chúng ta sẽ đo theo cái thước là 38,8. Mỗi cái thước này sẽ chia ra được các cái cung khác nhau, và có các cái cung này thì có các cái tỷ lệ và các loại thước khác nhau nhé các bạn nhé. Vậy nên chúng ta sẽ có chia ra thành những cái cung tốt và những cái cung không tốt. Ví dụ như những cái cung tốt, ví dụ như là cung tể tướng này, cung quý nhân này, cung bản này, cung nghĩa này, cung quan, đấy là những cái cung tốt. Và những cái cung không tốt, ví dụ như là cái cung hại, cung bệnh, cung hiểm họa, cung tử, cung thất, đấy là những cái cung không tốt. Thế vậy nên khi mà chúng ta tra cái thước lô ban ấy thì là chúng ta phải tra vào những cái cung và những cái thước mà màu đỏ đúng không ạ, để mà cho một cái cửa cũng như là một cái công trình nó đẹp ấy, thì là Cường khuyên các bạn là nên tra làm sao để cho ba cái thước này, tức là thước 52, thước 42,9 và thước 38,8 nó đỏ tất đúng không ạ. Ví dụ như là những cái con số đỏ tất như ví dụ như là 2140, đây Cường sẽ ấn nút xem nào, đấy nó sẽ rơi vào cung quý nhân, cung bản, cung nghĩa là những cái cung rất tốt đúng không ạ, và các bạn nên sử dụng cái cung này đó. Hay là Cường sẽ xuất một con số khác là 810 đúng không ạ, đây 810 đó, thì nó cũng sẽ được rơi vào những cung tốt, ví dụ như cung nhân lộc này, cung bản này và cung đinh đúng không ạ, tất cả những con số này đỏ lực luôn đó. Thế thì cái con số này là cái con số của cái thông thủy, nhưng các bạn phải cộng với phần khuân để các bạn mà có được một cái thông số nó chuẩn nhất đúng không ạ. Đấy, các bạn có thể search thêm một con số nữa, ví dụ như là 1530, enter đây ạ, đó thấy chưa, được những con số quá đẹp luôn. Cường bây giờ ấy, thì Cường chia sẻ với các bạn là Cường là kiến trúc sư đó, mà nên là Cường cũng đã thiết kế và thi công rất là nhiều công trình, rất là nhiều cửa rồi đúng không ạ, làm cái năng là các bác cửa làm nhiều bao nhiêu thì là Cường cũng làm nhiều bấy nhiêu. Thế nên là tất cả các con số này Cường nhớ như trong lòng bàn tay đúng không ạ. Ví dụ như là Cường thử search một con số là 36 làm sao đúng không ạ, đây enter đó, đó đúng chưa, nó phải là 3610
thì là nó sẽ rơi vào con số đẹp toàn hoàn toàn. Còn 3m6 thì nó mới rơi vào cung đại tài và cung đinh và cung phúc, đúng không ạ? Đó, thì tất cả cái này các bạn cần phải tra. Thế còn trong cái bộ cửa vừa rồi ấy, thì là các bạn có thể thấy được rằng là nó có cái con số là 24, thì đây chúng ta sẽ nhấn nút 24 kiểm tra lại, đúng không ạ? Thì chúng ta được hai cái thước đỏ đó, và con số lúc đấy các bạn có thể nhớ là 1535, đúng không ạ, là cái chiều cao. Đây cũng là một trong những con số rất là đẹp. Đấy là về cái phần tra cái thước. Thế còn Cường đã tổng hợp lại cho các bạn được một cái bảng người ta gọi là cái bảng con số đẹp nhất. Nếu các bạn nhé, cái bảng con số đẹp nhất này thì là Cường đã phải check từng những cái kích thước, từng những con số để cho quý vị và các bạn là có thể là áp dụng được vào trong cái thước lô bàn cũng như là trong cái công việc đấy, của nhà mình, phải không ạ? Thì Cường xin mời các bạn hãy cùng Cường xem, và các bạn nào mà cần thì các bạn có thể là chụp lại nhé các bạn nhé, và các bạn là hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video giá trị và hữu ích. Đây ạ, trên màn hình quý vị các bạn đang xem đây, đó chính là cái kích thước chuẩn này, đúng không ạ? Kích thước lỗ ban 52 này, kích thước lỗ ban 42,9 này, kích thước lỗ ban 38,8 này. Toàn bộ các cái con số mà Cường đang chia sẻ ở đây đó chính là những cái con số mà là đẹp nhất nhé các bạn nhé. Tất cả ba hàng này đều là những cái thước đẹp, ví dụ như là 470 nó rơi vào cung tể tướng, cung tài và cung vượng. Đây là một trong những cái con số đẹp, đúng không ạ? Và hay là con số là 1530 này, 1540 này, tể tướng, quan tài, đúng không ạ? Là những cái con số rất đẹp mà Cường đã phải check, Cường đã phải kiểm tra rất kỹ và tạo ra một cái bảng này để cho quý vị và các bạn là có thể là áp dụng vào cái công trình của nhà mình nó dễ hơn. Đấy, vậy nên là các bạn ví dụ như là chọn cái kích thước của phần cửa thì các bạn hãy chọn con số là 810 này, 1080 này, 1250 này, hay là cái chiều rộng của cửa hai cánh thì các bạn có thể làm đến con số là 1540 hay là 1750, và chiều cao của cửa thì có những con số đẹp như là 2m3 này, 2330 này, 2340 này, đúng không ạ? Và có thể làm đến cửa cao 2m8 hoặc là 2m6 tùy vào các bạn. Đây là những con số rất là đẹp mà các bạn có thể là áp dụng được vào trong cái kích thước cửa của nhà. Vừa rồi Cường đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về bản vẽ chi tiết của phần cửa và cách mà chúng ta kiểm tra kích thước lô ban của phần cửa để làm sao cho công trình của mình tốt và chất lượng nhất. Vậy nên các bạn thấy video hay và các bạn là hãy nhấn nút đăng ký kênh để vào nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý vị các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất. Thì Cường rất là vui khi được giúp đỡ cũng như là được chia sẻ những cái giá trị cho các bạn. Và các bạn nào mà cần những cái dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc tốt chuyên nghiệp thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Cường qua số điện thoại là 0988 799 32, thì Cường sẽ gửi trực tiếp và là tư vấn thiết kế cho các bạn nhé. Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cường xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.